Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8. Thì đầu tiên chính là lời kêu gọi của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre về tiếp tục thực hiện phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19. Thưa đồng bào, đồng chí, từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến nay, chúng ta đã qua thời gian hai lần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các chỉ đạo của tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch đem lại những kết quả tích cực, cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực đóng góp, cố gắng vượt bậc của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh trong giai đoạn vô cùng khó khăn vừa qua. Cảm ơn cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách, đồng hành cùng tỉnh trong phòng chống dịch, góp phần kiềm chế dịch COVID-19, duy trì và phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống ấm no. Thưa đồng bào, đồng chí, chúng ta đã chủ động, tích cực thực hiện những giải pháp để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch COVID-19 cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đến ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8, tỉnh đã có hơn 1.300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Vẫn còn một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tiếp tục gây ảnh hưởng và nguy cơ đến sức khỏe, an toàn của nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó và theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh ta sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2021, và nỗ lực kiểm soát đẩy lùi dịch COVID-19 trước ngày 30 tháng 8 để tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa sẽ gây khó khăn cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của mọi người dân. Vì những mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng, an toàn của người dân là trước hết. Vì sự an toàn phát triển của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ khó khăn chịu đựng để tiếp tục thực hiện tốt giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của tỉnh, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần đồng khởi anh hùng, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi COVID-19 trong thời gian sớm nhất, đưa Bến Tre trở thành vùng xanh để tập trung vào nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của người dân trong giai đoạn mới. Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, một lần nữa, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kính mong tất cả mọi người chung tay góp sức đẩy lùi COVID-19, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân toàn tỉnh. Chào thân ái và quyết thắng, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre. Và thông tin tiếp theo chính là Bến Tre đã có 145.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Thì gần 2 tháng qua, đương đầu với đại dịch COVID-19, tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, trong đó có chiến dịch tiêm vaccine mở rộng được và triển khai tại các địa bàn trong tỉnh và có ý nghĩa quan trọng tiếp sức cho người dân trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Thì hướng tới mục tiêu toàn dân được tiêm vaccine phòng COVID-19, tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho các đối tượng nguy cơ cao cho cộng đồng. Chiến dịch được triển khai thực hiện căn cứ trên cơ sở đánh giá nguy cơ của nhóm đối tượng và số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ trong từng đợt. Thì qua 4 đợt tiêm chủng, toàn tỉnh đã có 145.755 người được tiêm vaccine, trong đó 134.106 người tiêm mũi 1 và 11.649 người tiêm mũi 2. Tất cả mũi tiêm đều được thực hiện an toàn và hiệu quả. Thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8. Thì sáng nay Bến Tre ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, thì liên quan đến công ty CB Đông Lạnh là 3 ca.
Ba Tri là 2 ca, Mỏ Cày Bắc là 1 ca, Mỏ Cày Nam là 1 ca và Châu Thành là 1 ca. 8 ca sáng ngày hôm nay ghi nhận đều trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 1.344 ca mắc COVID-19, trong đó vẫn là 27 ca tử vong. Và tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 704 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.